Dạ vào đây cùng chiến thắng rồi. Cái người chiến thắng này. Chúc mừng chiến thắng, chị đến rất là sớm luôn cả nhà ơi. Chị đến đầu tiên đó. Dạ trời ơi, chị ủng hộ quá, chị ủng hộ. Cả nhà ơi. Trời ơi. Mã có cái cốt nữa. Đang nói chuyện với cô. Cô khán giả đến chia vui cả nhà ơi, cô đến, cô đang chia vui với Hồng Loan về Tiên Tỏ Hà Nội đó nha. Chúc mừng Hồng Loan đã trúng kiệu. Hỏi cô nha. Cô cưng mêu ở nhà ơi. Dạ. Chào chị. Chào các em nha. Dạ. Ô chị ở Hải Phòng em. Thôi chị vào đây chị đi công việc. Sáng chị lên rất là sớm luôn cả nhà. Ô chị đã vào đây cùng chiến thắng rồi. Cái người chiến thắng này. Chúc mừng chiến thắng, chị đến rất là sớm luôn cả nhà ơi. Chị đến đầu tiên đó. Dạ trời ơi, chị ủng hộ quá, chị ủng hộ. Nói chung là chị cũng rất là yêu mến các bạn YouTuber, rất là cái chương trình của Bạn Thảo không? Bạn mê Bạn Thảo không? Công ty mà các bạn nào cũng thế thôi. Nên nói tóm lại chúng ta đều đặc biệt quan tâm. Dạ. Mà cũng rất là chị cũng theo dõi các em rất nhiều. Mình ủng hộ cái đúng ha chị ha? Chị hoàn toàn những cái sai không có được. Chị phải phản những cái đúng, cái gì đến từ thực tế thì là mình cũng nên lên thẳng thừa nhận. Dạ cảm ơn chị, chúc chị sức khỏe. Mắt là sưng đỏ à hết luôn luôn kìa. Tại sao đó là chị Nhi là của Hồng Tâm cũng đã có sự chia sẻ cuối cùng mà chị Hồng Loan rất là vui luôn. Ở trong lúc đó là một chị sáng luôn rồi, là một chị sáng luôn. Chị Hồng Loan mà khi chị Hồng Loan ở trên nhà sân bay á, gặp Hồng Tâm đến đó là khóc. Hồng Loan khi Hồng Tâm khóc tại sân bay luôn. Lúc kỳ cả nhà đó sáng ngày đặc biệt nhất của chú vậy, lúc kỳ mà chị luôn vậy, mẹ đặt cô tới ngày chị
nó lúc nào nó cũng bên cạnh gọn nhanh ha, giống như bảo vệ, bảo vệ cũng như là khi nằm đi phụ pháp cho chạy lo. Phải nói là hôm qua là một ngày vui luôn, anh rất là vui luôn, không có gì gì không có vui mà tất cả những tất cả người đang và từ chỗ khán giả gần xa tin nhắn của mình chúc mừng chị Hồng Loan quá trời đất hôm qua ngày hôm nay. Anh thấy lúc mà anh quý vị chị có nhiều cô chú chị comment có chiến thắng như con, chiến thắng như con, người đăng lúc khi đó là mấy chị chưa có một cái người nào cả nhà, có cô khọt sèo tới cả nhà, cô này là cô khọt sèo nha cả nhà. Bây giờ cô à, cô rất hay cho bánh khọt bánh xèo anh em tụi em nên là gọi là cô khọt xèo chứ không biết cô là tên gì nữa nha. À, cô đem đồ để cúng chú Năm nha. Em cháu xin tên hình cháu em ấm quẹt ra 3 cây 10 ngàn 10 ngàn 3 cây. Dạ, cô quên hết. Cô muốn tâm đồng chuyện cô quay trở lại rồi cả nhà. Bàn chạy đánh răng, bàn chạy trà chân, cây mát xa, cây lũ lưng, đâm đỏ, đâm nhấn cả mê, cây mát phút 2, cây nhận bệnh, cây khả mát, cây khả mát. Cô mua đồ ủng hộ luôn cái nhà. Cô cũng cái năm rồi cô mua ủng hộ quá, cô mua cô mua giùm mấy cô sớm chứ chị. Hôm nay thì nhà Hồng Loan là áo sơ mi rất là đẹp ha, có cài một cái chùm hoa rất là đẹp. Con chào cô. Phải nói là ngày hôm qua là một ngày rất là vui ha cả nhà. Thì rất là nhiều cô chú anh chị khi mà xem thấy cảnh Hồng Loan mừng khóc á, thì nhiều người cũng bày tỏ cảm xúc là cũng muốn khóc theo quá nha. Mấy anh em quay trước nhà cũng rất là vui mừng luôn. Sáng hôm nay cả nhà thấy nha, Hồng Loan rất là tươi nha, cười rất là tươi luôn. Hồng Loan ơi, cô xin nha. Cô vào đến đây rồi cũng chụp được mấy cháu gái một kiểu thì cô xin chụp hình nha. Đây lúc nha. Ok.